Đô đốc Paul Zukunft, tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, mới đây đã bày tỏ ý định muốn đào sâu hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, tăng cường giao lưu và huấn luyện. Báo The Diplomat hôm nay trích các nguồn tin từ giới truyền thông địa phương nói rằng Đô đốc Zukunft đã đưa ra phát biểu này trong một buổi họp hôm 21 tháng 9 với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết trên tờ The Diplomat nói, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách củng cố quan hệ an ninh và quốc phòng giữa lúc hai nước đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ bang giao trong năm nay. Dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam đã được tăng cường trong 5 lĩnh vực chính. Đối thoại cấp cao, an ninh biển, tìm kiếm và cứu hoạn nạn trên biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai và gìn giữ hòa bình. Trong khuôn khổ các hoạt động đó, Hoa Kỳ trong thời gian qua đã tìm cách tăng khả năng của lực lượng tuần duyên Việt Nam, vốn đang phải đối phó với nhiều thách thức, kể cả việc tàu bè Trung Quốc xâm nhập các vùng biển của Việt Nam. Nói với Nguyễn Trung của Ban Việt ngữ VOA, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho rằng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc sẽ nâng cao vị thế của quân đội Việt Nam. Trung tướng Võ Văn Tuấn. Tích cực tham gia vào cái sứ mệnh cùng với lại lực lượng gìn giữ hòa bình chung của Liên Hợp Quốc để làm sao bình ổn các cái khu vực mà có xảy ra những xung đột chiến sự, tạo điều kiện để nhanh chóng khôi phục lại hòa bình. Như vậy chắc chắn là cái vai trò của đội Việt Nam sẽ liên quan nhiệm vụ này sẽ được đánh giá cao hơn, tốt hơn. Ngoài tăng cường hợp tác với Mỹ, Việt Nam còn xích lại gần Philippines trước mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra trong Biển Đông. Báo Wall Street China Times của Đài Loan tường thuật rằng Việt Nam và Philippines loan báo hai nước sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược trước cuối năm nay để củng cố các quan hệ quốc phòng, chính trị và kinh tế, kể cả hợp tác về vấn đề Biển Đông mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho biết đại diện của hai nước sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức ở Manila vào tháng 11 năm nay. Hà Nội mới đây đã ban hành một luật mới cho phép lực lượng tuần duyên Việt Nam sử dụng vũ khí để đuổi các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào các vùng biển của Việt Nam. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10.